Sinh thời nhà phát minh lỗi lạc của thế giới Thomas Edison từng nói, thiên tài được tạo nên từ 1% may mắn và 99% nỗ lực. Câu nói ấy không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu con người, mà còn khẳng định được những nỗ lực phải đánh đổi để vươn lên tới đỉnh cao danh vọng. Và đối với BTS, thành công hiện tại mà các anh chàng đang nắm giữ không phải điều đương nhiên, đã đem cả thanh xuân của mình, đem máu, mồ hôi và nước mắt để nắm lấy thành công. Không phải tự nhiên mà một nhóm nhạc xuất thân từ một công ty giải trí nhỏ đang đứng ở bờ vực phá sản lại vươn lên thành huyền thoại âm nhạc thế giới. Không phải tự nhiên mà một nhóm nhạc K-pop lại có thể trở thành đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, thuộc hàng quan chức cấp cao trong bộ máy quản lý của chính phủ Hàn Quốc. Vào sáng ngày 14 tháng 9, BTS đã có vinh dự xuất hiện tại Nhà Xanh để dự kiến Tổng thống Moon Jae-in trong lễ bổ nhiệm đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ và văn hóa tương lai. BTS vinh dự được nhận thư giấy chứng nhận bổ nhiệm chức vụ cùng với tấm hộ chiếu ngoại giao. Tấm hộ chiếu cao quý đã đem về cho cả nhóm rất nhiều đặc quyền mà hiếm ai có thể sở hữu. Giờ thì hãy cùng nhau tìm hiểu về những đặc quyền BTS đã nhận được khi làm đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc nha. Video được tài trợ bởi ông chủ của bạn bè lâu năm của đặc phái viên, cựu tổng thống KD K-pop Shop đây. Nhớ ghé shop để ủng hộ sếp KD có kinh phí sản xuất video trong mùa dịch này nha. Giờ thì KD go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. 1. Các chuyến đi cho mục đích chính trị. Khi trở thành đặc phái viên, BTS sẽ có nhiều cơ hội đại diện Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc tới các quốc gia trên thế giới với mục đích ngoại giao. Cụ thể, nhóm sẽ được trải thảm đỏ và sử dụng phòng hội nghị ngoại giao ở nhiều sân bay. Trước đây, mỗi khi có công việc cần ra nước ngoài, BTS đều mất một khoảng thời gian để xin visa. Tuy nhiên, giờ đây khi đã là một đặc phái viên, nhóm có thể hạn chế visa dễ dàng hơn và có thể không trả thuế khởi hành, xuất ngoại tại các chuyến bay bởi sẽ có rất nhiều công việc phải bay ra quốc tế. Và đặc biệt, BTS được miễn visa đi đến bất kỳ quốc gia nào và miễn visa trong nhiều trường hợp đi lại khác. Là một quan chức cấp cao của chính phủ, nhóm có quyền lui tới các phòng chờ chính phủ, có quyền gặp gỡ các quan chức cấp cao của các quốc gia. Đây có lẽ chính là những đặc quyền quan trọng nhất để chứng minh vai trò của BTS đối với người dân Hàn Quốc nói chung và với chính phủ Hàn Quốc nói riêng. Mới đây, BTS đã có chuyến bay đầu tiên với vai trò quan trọng của mình tới New York, Hoa Kỳ, tham dự khóa họp lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Giờ đây, việc BTS bay đến Việt Nam tham dự những sự kiện chính trị quan trọng, được chào đón nồng nhiệt, khoanh tráng và bắt tay với các quan chức cấp cao của Việt Nam không còn là điều xa vời nữa rồi. Thứ hai, đặc quyền về kinh tế và an ninh an toàn. Từ giây phút được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này, BTS sẽ được hưởng những đặc quyền của một quan chức cấp cao với mục đích bảo đảm an ninh an toàn và kinh tế. Cụ thể, nhóm không có nghĩa vụ nộp thuế đối với một số nguồn thu nhập. Trước đây, các nguồn thu nhập BTS phải nộp thuế có thể kể đến như thu nhập từ kinh doanh, khoản tiền lương, tiền công, khoản đầu tư, trúng thưởng, chuyển nhượng vốn. Và sau khi nhậm chức, nhóm có thể được miễn thuế trong một số khoản thu nhập khác nhau. BTS còn có thể được hưởng những quyền lợi quan trọng như không giới hạn ngày nhập cư, có thể sử dụng biển số xe CC hoặc CD, biển số lãnh sự trên ô tô, có quyền giảm giá xe ô tô ngoại giao Volvo và BMW từ 20 đến 40%. Quan trọng nhất chính là bất khả xâm phạm nơi cư trú. Đây chính là đặc quyền tối cần thiết khi một người nổi tiếng và là quan chức cấp cao của chính phủ. BTS sẽ được đảm bảo sự an toàn về nhiều mặt, thoát khỏi sự bám đuôi của những kẻ xấu mang mục đích thù địch, quấy rối. Thứ ba, những đặc quyền về văn hóa. BTS được bổ nhiệm trở thành đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống và thế hệ và văn hóa tương lai. Nhóm chính là nhân vật nổi tiếng của những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và truyền bá vẻ đẹp văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Vì vậy, khi trở thành đặc phái viên của Tổng thống, chính là một vinh dự lớn lao tới các ARMY. Đây cũng chính là nguồn động lực không hề nhỏ cho thế hệ trẻ Hàn Quốc không ngừng vươn lên và phát triển. Theo đó, BTS có cơ hội mở cửa tức thì trong môi trường chính trị hoặc kinh doanh, nâng cao du lịch trong các hãng hàng không cả các khách sạn. Đồng thời, nhóm cũng nhận được uy tín ở quốc tế với những hoạt động đóng góp tích cực cho cộng đồng và nước nhà. Tất nhiên, đây chính là quyết định đúng đắn của chính phủ khi lựa chọn BTS cho chức vụ quan trọng này. Hình ảnh của BTS trong tương lai sẽ là một niềm tự hào ghi danh lịch sử của xứ sở kim chi. Thứ tư, anti và Sasson fan phải làm sao đây? Một bạn ARMY đã chia sẻ lên mạng xã hội một bài viết. Câu hỏi đặt ra, anti fan xúc phạm BTS thì làm sao? Bạn ARMY này, BTS giờ là đặc phái viên tổng thống rồi, mà đây lại là quan chức cấp cao của chính phủ. Họ sẽ không dễ bị bỏ qua khi dùng những lời lẽ xấu xa, bôi nhọ một nhân vật quan trọng đâu. Chưa kể đến những hành động quyết liệt của Hive.
chứng tỏ chỉ một hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể khiến cho những bạn trẻ quá khích đó phải hối hận. Có lẽ trước thông tin này, nhiều anti-fan phải thật thận trọng trước từng lời nói của mình, bởi nó có thể chính là lý do khiến cho họ bị bay màu. Còn các xa xanh fan thì sao? Tất nhiên việc bám đuôi và quấy rối chỉ còn nằm trong dĩ vãng, đủ không muốn lọt vào danh sách đen của chính phủ. Các ARMY giờ đây có thể thở vào nhẹ nhõm khi hay tin này rồi đúng không? Cuộc sống của những đặc phái viên đặc biệt sẽ được đảm bảo an toàn rồi. Nói về BTS, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lòng biết ơn cá nhân, chia sẻ sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS đã và đang sẽ giúp ích cho các hoạt động ngoại giao của mình. Tổng thống chia sẻ, BTS thường trở thành chủ đề trong các cuộc trò chuyện của tôi với các nhà lãnh đạo toàn cầu khác. Điều này khiến cuộc trò chuyện và hoạt động ngoại giao trở nên cởi mở hơn. Thậm chí có những nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao hỏi rằng liệu chúng tôi có thể mời BTS tổ chức một đêm nhạc K-pop khi họ có chuyến thăm cấp nhà nước hay không. Nhờ đó, các bạn BTS đã trở thành những người giúp ích được rất nhiều về mặt ngoại giao. BTS là cái tên có tầm ảnh hưởng nhất đối với âm nhạc nói riêng và với cả đất nước Hàn Quốc nói chung. Nhóm đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và truyền bá vẻ đẹp văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. ARMY chúng ta có quyền tự hào về thần tượng của mình. Họ đã làm được những điều ngoài sức tưởng tượng và mình tin chắc rằng trong tương lai sẽ còn những điều bất ngờ đầy hạnh phúc khác sẽ đến với đại gia đình của chúng ta. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh Vẫn Quay để được nhận thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!